Phật dạy này thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, lại nữa thiện hiện nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, khi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy, nếu khởi ý nghĩ về cõi nước hoặc khởi ý nghĩ về thành ấp hoặc khởi ý nghĩ về kinh đô hoặc khởi ý nghĩ về nơi trốn phương hướng thì nên biết đó là ma sự của Bồ Tát, lại nữa thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa khi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy nếu khởi ý tưởng hòa thượng a xà lê hoặc khởi ý tưởng về bạn bè đồng học hoặc khởi ý tưởng cha mẹ vợ con hoặc khởi ý tưởng anh em chị em hoặc khởi ý tưởng bằng hữu thân thích thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa khi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy nếu khởi ý tưởng về ác tặc ác thú hoặc khởi ý tưởng ác nhân ác quỷ hoặc khởi ý tưởng chúng hội du hí hoặc khởi ý tưởng dâm nữ hoan lạc hoặc khởi ý tưởng báo ân báo oán hoặc khởi vô lượng ý tưởng khác đều là do sự dẫn phát của ác ma làm chướng ngại bát nhã ba la mật đa thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa khi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được danh dự lớn được cung kính cúng dường y phục ẩm thực đồ nằm thuốc men của cải mà thiện nam tử thiện nữ nhân ấy thọ nhận và đắm trước bỏ bê công việc thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa khi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy có các ác quỷ cầm đủ các loại sách vở thế tục hoặc kinh điển tương ưng nhị thừa trá hiện làm bạn thân trao cho bồ tát trong đó rộng nói về việc tốt đẹp thế tục hoặc lại rộng nói về uẩn xứ giới đế thật duyên khởi 37 pháp phần bồ đề ba pháp môn giải thoát bốn tịnh lự vân vân nói là kinh điển ý nghĩa thâm áo phải chuyên cẩn tu học bỏ kinh điển trước thì các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa ấy Dùng phương tiện khéo léo, chẳng nên nhận lấy sách vở thế tục hoặc kinh điển nhị thừa mà ác ma đã cho. Vì sao? Vì sách vở thế tục kinh điển nhị thừa chẳng thể dẫn phát trí nhất thiết trí, chẳng phải phương tiện thiện xảo đưa đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này ta rộng nói đạo đại bồ tát phương tiện thiện xảo nếu theo đó tinh cẩn tu học mau chứng quả vị giác ngộ cao tột nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa mà bỏ kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa để thọ học sách vở thế tục hoặc kinh nhị thừa của ác ma thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện, người nghe Pháp ưa thích lắng nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nhưng người thuyết Pháp lại ham vui, biếng lười, chẳng muốn nói Pháp thì nên biết đó là ma sự của Bồ Tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp tâm chẳng ham vui cũng chẳng biếng lười ưa vì người nói bát nhã ba la mật đa sâu xa dùng phương tiện khuyến khích sao chép thọ trì đọc tụng tu tập nhưng người nghe pháp lại biếng lười ham vui chẳng muốn nghe nhận thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp thì ưa thích lắng nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa còn người thuyết pháp lại ưa thích tha phương chẳng vì người nói nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp thì thích vì người mà nói bát nhã ba la mật đa sâu xa dùng phương tiện khuyến khích sao chép thọ trì đọc tụng tu tập còn người nghe lại ưa thích tha phương chẳng cần nghe nhận thì nên biết đó là ma sự của bồ tát